có trách con không? Mình tên là Vũ Văn Đạo, pháp danh là Thích Minh Hạnh. Năm nay mình 20 tuổi. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngày xưa thì mình hay theo mẹ mình lên chùa những ngày rằm mùng 1 ạ. Và đấy là mình 10 tuổi, cho nên mình cảm thấy mình rất thích đi chùa. Mình xin mẹ là mẹ ơi cho con đi tu. Xong mẹ nói là mày bị hâm mà không cho đi. Em trốn lên chùa, tại em ở trên chùa luôn á. Mẹ lên chùa mẹ tìm, xong rồi mẹ tìm mẹ cứ bắt về. Lúc đấy thì em cứ trốn ở các cầm bàn cầm ghế, xong rồi trốn ở sau cái cửa các thứ để mẹ không thể bắt mình về được. Bây giờ khi mà lớn lên mình nghĩ lại, mình cảm thấy mình bất hiếu. Có một cái buổi tối thì em bỏ đi, lúc đấy mẹ chạy ra ở đầu hè, mẹ nói rằng là sao mày dám bỏ mẹ mà đi vậy à. Xong em lúc đấy em không suy nghĩ gì, em cứ thản chạy đi lên chùa luôn, không ngoái lại. Những ngày đầu sống ở trong chùa, cảm giác như kiểu là dù có mọi người xung quanh nhưng mà mình cảm thấy kiểu là không có tình cảm với bố mẹ. Ở nhà mẹ có thể mặc dù hay là mỗi lần ôm bố mẹ có thể chăm lo cho mình, nhưng mà khi mình ở trong chùa rồi thì mọi thứ hay là ốm đau thì mình phải tự lo cho mình. Mình không cảm thấy được, cái tình cảm của bố mẹ dành cho mình. Có thể nói hầu như các nhà triết học, dù là trực tiếp hay gián tiếp, đều rất quan tâm đến vấn đề đạo đạo người. Em nghĩ là cái quyết định của mình không bao giờ sai cả. Chỉ là mình chưa có thể làm tròn cái bổn phận người làm con. Tại vì người làm con thì phải báo hiếu cho bố mẹ. Nhưng mà mình từ nhỏ mình đã bỏ bố mẹ đi. Alo. Alo mẹ à, mẹ đang làm gì đây? À, mẹ đang ở nhà vậy mà. Mẹ nhớ con không? Em nhớ là khi gọi điện cho mẹ ấy. À, trong mỗi cuộc gọi điện thì mẹ vẫn thường nói rằng là lúc nào rảnh thì xin thầy phải về nhà ấy. Lâu lắm rồi không về. Hay là gần đợt gần Tết thì Tết này có về không? Cho nên là em còn nói là con sẽ về, mà không biết là về ngày nào. Bằng thái sơn anh con muốn đừng nói ra con yêu thương ai hơn cha. Nói là với con mẹ quan trọng đến như nào nếu như mùa Vu Lan cái ngày báo hiếu cha mẹ. Bây giờ có một lần như có người đọc về cái một diễn văn về cha mẹ, mình lại tự cảm thấy như kiểu bản thân mình ở trong đấy ạ. Tại ý như là mẹ cứ đứng ở ngõ chờ trông con về từng ngày một. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sống. Xanh hát trong lời gió.
xuyến từng nỗi nhớ.